Bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Hiện giờ đó là Liệu Pháp đang ở tại chùa Quán Âm, thành phố Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận. Vì sáng hôm nay đó, vào lúc 9 giờ thì sẽ có một cái thời thuyết pháp cho đạo tràng ở đây khoảng 300 người. Cho nên đó, là sáng hôm nay cái lớp học của mình đó, thì xin rút ngắn lại còn một tiếng đồng hồ thôi. Lát nữa là Liệu Pháp phải nghỉ để chuẩn bị lên giảng vào lúc 9 giờ. Thì nếu như vị nào mà rảnh á, thì lát nữa mình có thể vào trên Facebook, mình có thể theo dõi livestream chùa Quán Âm. Và nếu được thì Liệu Pháp sẽ đưa điện thoại của mình cho cái vị nào ở dưới này cầm thì share lại cái livestream của chùa Quán Âm. Còn nếu như mà ai mà không có thì giờ để cúp điện rồi, để xem thì có điện con điện không. Tự nhiên nghe đứng một cái. Cho xin hỏi quý vị có con nghe được không? Dạ nghe được chưa cô? À dạ rồi. Bởi vì tự nhiên điện cúp một cái, mình sợ là mình có lại liền. Dạ thì nếu ai không mà có không nghe được livestream á thì quý vị chờ để nghe đưa sau này họ sẽ đưa lên YouTube để mình coi lại cũng được. Và như vậy sáng hôm nay trong vòng một tiếng đồng hồ đó thì Liệu Pháp sẽ không có nói quá đề tài chữ dục mà lâu nay mình để dành đó. Vừa rồi đó thì Liệu Pháp vừa mới làm được cái trang mà Google Doc đó đưa cho quý vị vô trả lời đó thì thấy là một số vị đã vào trả lời được và tất cả nó đều liệt kê một chỗ thì rất là hoan hỷ. Và đề tài sáng nay mà muốn nói chuyện với quý vị vì do là thời gian ngắn và do cái đề tài này đó Liệu Pháp nghĩ là nó liên quan với cái đề tài chữ duyên, cho nên là mình muốn tiếp tục với cái đề tài chữ duyên luôn. Đó là nói về luật hấp dẫn. Vì sao mà luật hấp dẫn mà muốn nói trong đề tài chữ duyên? Bởi vì quý vị thấy khi mà mình học về duyên khởi, duyên sinh và duyên hệ đó thì mình sẽ thấy rằng là trên đời này á, là vạn sự vạn vật á, là không có cái nào nó tồn tại một cách độc lập, mà tất cả mỗi cái cá nhân hoặc một cái bất cứ một cái vật nào thì không có ai mà tồn mà riêng lẻ cả, mà luôn luôn chúng ta có một cái sự tương tác qua lại lẫn nhau. Một cái này mà một cái gì mà có mặt là bởi vì có mặt của những cái khác, và nó luôn luôn chịu cái sự tác động qua lại bằng những cái hình thức như hôm trước mình học có 24 duyên hệ đó, bằng sự có mặt hay bằng sự vắng mặt, bằng là nguyên nhân hay là bằng cách làm đối tượng, bằng hay là hoặc là cái này là nguyên nhân của cái kia mà cái kia là kết quả của cái này, vân vân. Thì nó có hoặc là nó cùng sinh ra một lần, hoặc là cái sinh trước làm tiền đề cho cái sinh sau. Thì và mỗi pháp nó đều chịu cái sự tác động của rất là nhiều pháp khác. Vậy thì trên đời này chúng ta thấy rằng là khi mình sống trong cuộc đời thì nó có rất là nhiều cái loại năng lượng khác nhau, có loại năng lượng tốt, có loại năng lượng xấu. Tâm cũng vậy, mình thấy tâm có loại tâm thiền, có loại tâm bất thiền. Thì vật chất á, cũng là năng lượng, mà tinh thần nó cũng là năng lượng. Cho nên á, tất cả các pháp trên đời này mình có thể dùng cái từ là tất cả đều là năng lượng cả. Và năng lượng thì có cái năng lượng tích cực, có cái năng lượng tiêu cực, có năng lượng tốt, có năng lượng xấu. Ví dụ như mình thấy tâm bất thiện, chắc chắn đó là năng lượng tiêu cực hay là năng lượng xấu. Còn tâm thiện, đó là năng lượng tích cực hay năng lượng tốt. Vậy thì đó, cái luật hấp dẫn á, nó giải thích rằng là có một cái sự hấp dẫn, có một cái sự tác động tương qua lại giữa các cái có một cái sự tác động qua lại giữa các cái vật ở trên cuộc đời này, và nó có cái công thức để tìm ra được cái luật đó. Thì Liệu Pháp sẽ share cái màn hình để quý vị coi cái công thức cái luật hấp dẫn nha, định luật định luật lực hấp dẫn. Đây cái lực á, mình cho nó lớn, cái chữ nó lớn lên tí. Quý vị thấy định nghĩa lực hấp dẫn này ha. Trong vũ trụ mọi vật đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn.
Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa qua khoảng không gian giữa các vật. À, như vậy đó, mặc dù mình không biết cái thật sự ra đó, bản thân mình cũng có một cái lực hấp dẫn, mình hấp dẫn những cái lực, cái năng lực khác, và bản thân mình cũng bị những cái người khác, những cái vật khác hấp dẫn, nó tác động qua lại lẫn nhau. À, chứ không phải là chỉ có vật này hút vật kia thôi, mà vật kia cũng hút vật này luôn. À, thì nó có cái công thức. À, thì công thức của định luật và hấp dẫn, người ta nói rằng lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ nó tỷ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Thì cái công thức của nó là thế này: F tức là lực ha, hạt D là tức là hấp dẫn, lực hấp dẫn bằng G nhân M1 nhân M2 trên R bình phương. Thì chữ G tức là hằng số hấp dẫn ha, M1, M đó là viết tắt của chữ khối lượng đó, M1, M2 tức là khối lượng của hai vật, R tức là khoảng cách giữa hai cái vật đó, và G là hằng số hấp dẫn. Thì cái hằng số tức là cái số không có thay đổi. Và nếu như mình học vật lý thì người ta cho mình biết rằng là cái công thức, cái chữ G này nó bằng 6,67 nhân 10 mũ trừ 11 NM bình phương trên kg bình phương. Thì bây giờ cái đó mình không quan trọng. Bây giờ mình chỉ thấy từ cái công thức này mình học ra được điều gì thôi. Quý vị thấy ha, như vậy lực hấp dẫn nó tỷ lệ lệ thuận với trọng lượng của hai vật và nó tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai vật. Chỉ cần mình học hai cái điểm đó. Và có thêm một cái nữa là cái luật hấp dẫn này đó, quý vị thấy là nó toàn dấu nhân và dấu chia. Dấu nhân chứ nó không có dấu cộng, dấu trừ. Thì đầu tiên khi mình nói tới dấu nhân, à, mình học ra được từ cái công thức của luật hấp dẫn này, dấu nhân là sao? Tức là cái tích đó, là nó cái sự cộng thêm, cái sự nhân, sự hòa tan ở trong đó. Bây giờ như vậy công thức của đó là gì? Mình thấy rằng ha, luật hấp dẫn á, nó tỷ lệ thuận với khối lượng của hai vật và nó tỷ lệ nghịch với khoảng cách. Vậy thì chúng ta muốn có lực hấp dẫn lớn thì chúng ta phải có khối lượng lớn. Khối lượng càng lớn thì lực hấp dẫn càng lớn ha. Và cái thứ hai đó là khoảng cách càng nhỏ thì lực hấp dẫn càng lớn, bởi vì nó tỷ lệ nghịch mà. Vậy thì mình thấy đưa cái ví dụ để rất là dễ hiểu. Cái vật nào nó có khối lượng lớn thì nó có cái sức hấp dẫn như cái vật khác lớn. Quý vị thấy là trái đất của mình á, nó có khối lượng rất là lớn, cho nên cái trọng lực là lực rất là lớn. Vì vậy bây giờ khi mình ở trên trái đất á, thì mình quăng cái gì lên thì cái đó nó cũng sẽ rớt xuống ha. Vậy thì vì sao nó rớt xuống? Là vì do cái sức hút của trái đất, cái khối lượng của trái đất nó quá lớn, cho nên cái vật gì cũng bị trái đất hút xuống cả. À, mình có nhảy lên cao bao nhiêu thì cuối cùng mình cũng bị rớt xuống thôi, vì do lực hút của trái đất. Vậy thì trái đất nó rất là lớn, cho nên cái lực hút của nó là vô cùng lớn. À, vậy thì về giữa con người cũng vậy. Quý vị thấy rằng á, có những cái nhân vật mà có tài, có đức á, thì họ có cái sức hút rất là lớn, bởi vì họ có một cái nội hàm. À, nội hàm của họ, ví dụ như quý vị thấy những vị như là sư ông Lăng Mai, hay là hòa thượng Thích Thanh Từ, hay là ngài Đạt Lai Lạt Ma, hay là bên mình á, cũng có các vị hòa thượng như là hòa thượng Viên Minh, hòa thượng Giải Đức. Quý vị thấy các ngài mà đi tới đâu đó là tất cả Phật tử hội chúng đều muốn tới để gần gũi đảnh lễ cúng dường và nghe được nghe cái sự giáo hóa từ những vị đó, mà không cần kêu gọi, không cần quảng cáo, mà chỉ cần là vị đó xuất hiện ở đâu thì tất cả những người xung quanh đã đều tìm tới cái vị đó, bởi vì bản thân họ có một cái sự hấp dẫn từ và cái sự hấp dẫn này. Mà khi mình nói cái từ khối lượng á, thì khối lượng mà trong vật chất á, thì mình nói về trọng lượng, chứ thật sự là cái trọng lượng của một vật, của một con người đó, thì nó có nhiều yếu tố để hình thành nên cái sức nội hàm, cái sức hấp dẫn của một người. À, nó từ vật chất cho tới tinh thần. Ví dụ mình thấy vật chất á, là cái người mà họ có cái sắc tướng tốt đẹp, họ có cái thân thái, họ có cái vẻ uy nghi, có cái vẻ từ bi từ ái, thì ngay cả cái ngoại hình của họ đã có cái sức hấp dẫn rồi. Đó là về mặt vật chất ha. Rồi ngay về mặt tinh thần cũng vậy, là những người đó họ có những cái đức tính trí tuệ từ bi, rồi là những cái khiêm cung, hay là họ có những cái cách ứng xử mà từ những cái đó dù thậm chí họ không cần dùng lời nói, là chỉ cần những cái đức tính của họ mà nó lan tỏa ra trong cái cách hành xử đó, nó lan tỏa xung quanh, thành tỏa ra một cái trường năng lượng nó rất là an ổn, rất là mát mẻ. À,
rất là bình an. Thành ra là khi mà họ ở tại chỗ nào thì nó tỏ ra một cái năng lượng và nó có một cái sức hấp dẫn, và những người xung quanh đó, có người thì từ biết vì sao họ bị hấp dẫn, và có những người thậm chí họ không biết vì sao hấp dẫn, nhưng tự nhiên thấy cái vị đó là cảm thấy cảm mến và muốn gần gũi. Thì đó chính là cái lực hấp dẫn. Cái lực hấp dẫn của người đó nó tỷ lệ thuận với cái khối lượng, cái nội hàm của cái người đó. Cho nên mình thấy rằng mình muốn hấp dẫn người khác không cần phải đi quảng cáo, không cần phải đánh bóng tên tuổi, mà có cái câu thuật ngữ, cái thanh ngữ đó là hữu xà tự nhiên hương. Hữu xà tự nhiên hương, cái cây mà nó có xà thì tự nhiên nó thơm thôi, không cần phải đi quảng cáo gì cả. Thì một người mà có đức hạnh cũng vậy, không cần phải có một cái người nào mà phải đi đăng báo, phải đi mời gọi cả, mà chỉ cần cái đức hạnh của người đó nó lan tỏa ra, nó đi khắp, nó đi ngược gió và nó tỏa khắp muôn phương, và người ta sẽ nghe tiếng mà người ta tìm tới. Thì đó là nói về cái trọng lượng của một vật, nó tỷ lệ thuận với cái lực hấp dẫn. Và cái thứ hai đó là nói khoảng cách giữa hai vật. Như vậy đó là cái lực hấp dẫn đó, nó tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai vật. Cho nên đó, mình muốn hấp dẫn người nào thì mình phải gần gũi người đó. Quý vị thấy đó, những cái vị như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, hoặc là như Ngài Hòa Thượng Viên Minh đó, họ rất là gần gũi, rất là giản dị. Ai mà tới gần những vị đó là họ không có phân biệt giàu hay nghèo, cao hay thấp, sang hay tiền, mà ai mà tới với họ cũng đều nhận được cái sự gần gũi, sự thương yêu, sự từ ái. Có một số Phật tử đó, họ kể là nói rằng là con có hôm đó con có một cái vấn đề, thì con mới xin được cái số điện thoại của Hòa Thượng, con gọi. Con không ngờ là con một cái số một người là không hề biết, một cái số máy mà không hề biết gì cả gọi tới, nhưng mà Hòa Thượng bắt máy liền. Và khi mà con trình bày là gia đình con có vấn đề mà con rất là bối rối hoang mang, con xin gặp Ngài, thì Ngài nói được rồi, con đi lên liền đi. Và ngay trong ngày hôm đó là Ngài tiếp liền, mà không cần biết người đó là ai, không cần biết người đó có được ai giới thiệu hay không, mà chỉ cần biết người đó đang có vấn đề thì Ngài sẵn sàng mở cửa để tiếp. Và nếu như mà ai mà từng tới Bụ Long đó, thấy là có những ngày đó, mà nhất là những cái ngày Tết hoặc là trước Tết đó, là nhiều khi thầy mà tiếp khách đó, là từ sáng cho tới trưa, cho tới nhiều khi bây giờ ăn cơm trưa mà người ta vẫn còn ngồi chờ ở đó, cho tới chiều, thậm chí cho tới tối. Mà bởi vì một thường thường mà Tết thì theo truyền thống của Việt Nam mình đó là khi nào cũng muốn đi thăm thầy. Tết cha mẹ rồi đến Tết thầy, cho nên ai cũng phải tìm cách đặt ra, để ra một ngày nào đó để đi đảnh lễ cúng dường vị thầy của mình. Thì có những ngày mà cô Liễu Tảnh mà cô làm website, cô ở cái phòng ở phía dưới đó, mà có những lúc mà thầy Phật tử tới đó, mà cô cũng thấy thầy mệt quá vì thầy giảng cả buổi sáng rồi, cho nên là cô mới nói thôi bây giờ đó mọi người, thầy mới nghỉ thôi, thầy rất là mệt, cho nên thôi bây giờ mọi người, thầy chắc là thầy giờ này thầy không có tiếp được đâu, thôi mọi người cứ đi về đi chơi, hoặc là bộ hôm sau trở lại cũng được. Nhưng mà thầy đang ở trên kia mà thầy nghe có người tới và cần gặp á, là tự động thầy đi xuống, hay là không sao để thầy tiếp, bởi vì như khi họ ở xa họ tới. Thì mình thấy rằng là thầy luôn luôn để cho Phật tử có cái cơ hội tiếp cận một cách dễ dàng, dù mệt dù bệnh. Thì đó chính là gì, là rút ngắn cái khoảng cách. Chứ không phải chỉ quý vị biết, có những cái vị mà khi mà họ lớn, họ mà địa vị lớn rồi là công việc mà nhiều đó, thì muốn gặp một vị trụ trì hay muốn gặp một vị hòa thượng không phải dễ đâu, phải qua vị thị giả. Rồi vị thị giả đó là cho phép gặp thì gặp, và không cho phép thì thôi. Và không phải dễ mà được bắt nói chuyện điện thoại, hay không phải dễ mà để gửi tin nhắn. Và nhiều khi là đăng ký gặp mà nói là thầy đi khỏi, hoặc là thầy không có tiếp đó, cũng phải đi về. Thì như vậy là mình thấy rằng là với những vị như vậy thì mình cảm thấy rất là xa, rất là khó để mà học hỏi. Thì đó là lý do mà nói rằng là lực hấp dẫn nó tỷ lệ nghịch với cái khoảng cách. Khoảng cách càng xa thì cái lực nó càng nhỏ lại, nhưng mà khoảng cách càng gần thì nó lực nó càng lớn hơn. Từ cái công thức đó chúng ta mới rút ra là nếu như chúng ta muốn giúp đỡ ai, muốn gần gũi ai, thì chúng ta phải tự mình rút ngắn cái khoảng cách giữa mình với cái người đó. Ví dụ như quý vị thấy giữa ba con,
Mình có bà con trong trong anh em chú bác, bà con trong là trong làng, trong xóm hoặc là trong họ hàng đó. Mà nếu như bản thân mình mà mình không có cái tinh thần, bình thường mình không có hỏi han, không có điện thoại gì hết đó, thì làng càng ngày là sẽ càng xa. Dù của ba, dù thậm chí anh em ruột đó, cha mẹ con cái đó, mà nếu như không quan tâm nhau, không có thường xuyên để mà hỏi han hay là chăm sóc hoặc giúp đỡ, thì dù ba con nó cũng trở thành xa. Còn ngược lại, những người không phải ba con nhưng mà mình thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, thăm hỏi, giúp đỡ thì nó cũng gần. Cho nên người ta nói ba con xa mà láng giềng gần cũng vậy. Bởi vì ba con mình có gặp, tuy là ba con nhiều khi thậm chí anh em ruột mà ở xa nhau thì đâu có thân bằng là cái người hàng xóm ở bên cạnh mình khi tối lửa tắt đèn có nhau. Khi mà nhà mình mà bình hoàng mà đi bệnh viện thì cái người giúp đỡ mình đầu tiên chính là người hàng xóm của mình. Đó. Rồi khi mà hoàn cảnh mình mà ngặt nghèo cũng chính là cái người hàng xóm là người đầu tiên tới giúp mình. Thì đó chính là do cái khoảng cách nó ngắn lại. Và cái khoảng cách mà về không gian nó không bằng cái khoảng cách về trên cái mặt tinh thần. Quý vị thấy rằng có những người á, họ là hàng xóm của mình mà thậm chí mình không biết, mình chỉ biết cái nhà họ ở đó thôi, mình chỉ biết cái mặt họ thôi, chứ mình không biết họ làm gì, mình không biết họ là có cái hoàn cảnh ra sao. Nhất là những cái xã hội mà càng hiện đại thì người ta lại càng sống khép kín, và người ta không có biết hàng xóm mình là ai cả, không ai quan tâm ai cả. Cho nên cái khoảng cách địa lý, khoảng cách không gian cũng không phải là cái mà cần nói tới ở đây, mà chính là mình nói cái khoảng cách ở trên tư tưởng, ở trên tinh thần. Quý vị thấy không? Ví dụ như là khi mà mình sinh hoạt ở trên một cái Zoom, cái cộng đồng Zoom như thôi, thì mình ở rất là xa nhau. Có người ở bên Anh, có người ở bên Úc, có người ở bên Mỹ, có người ở bên Nga, có người ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà chúng ta cùng nhau lên sinh hoạt ở trên cái Zoom này đó, mình cảm thấy mình rất là gần gũi. Mình có thể nhìn thấy nhau, mình có thể nghe tiếng, mình có thể đặt câu hỏi rồi trả lời và có cái sự tương tác. Quý vị thấy ngay cái giây phút này đấy, quý vị cảm thấy quý vị rất là gần gũi với sư cô. Sư cô rất là gần gũi với quý vị, giống như mình đang ngồi trực mặt nhau. Cho nên trong thiền tống có cái câu thơ là chúng ta đối diện nhau suốt ngày lâu, suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Chúng ta biệt ly nhau từ ngàn vàng kiếp sau, không bao giờ ngăn cách dù một phút giây nào. Để nói lên hai trạng thái là đoàn trạng thái đầu tiên tức là gì? Trạng thái đó là người ta hay nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Người có duyên thì dù có cách xa nhau vàng dặm thì vẫn có thể gặp nhau, mà người không có duyên thì dù ở đang đứng đối diện thì cũng không có thể gặp được. Cho nên cái gặp gỡ ở đây là gặp gỡ ở trên cái tinh thần á, thực cái đó là rất là quan trọng. Vậy thì làm sao để cho chúng ta có thể gặp gỡ nhau ở trên tinh thần? Cái đó nó quan trọng hơn là chúng ta gần gũi nhau trên mặt khoảng cách không gian và địa lý. Cho nên quý vị muốn giúp đỡ ai thì quý vị làm sao mà chúng ta gần gũi với họ ở trên tinh thần? Và mình làm sao mà mình có một cái năng lượng mình tỏa ra để mình có thể mình hấp dẫn họ? Ví dụ quý vị rất là muốn rủ người ta đi chùa, rất muốn rủ người ta hành thiền, rất muốn rủ người ta nghe pháp, nhưng mà làm sao để mà quý vị thuyết phục họ có thể làm được cái việc đó? Ví dụ như quý vị nói ô đi chùa hay lắm, nhưng mà quý vị đi chùa nhiều năm mà đời sống quý vị không có thay đổi gì cả, quý vị không có cái sự an lạc tự tại, gia đình của quý vị không có được sự hạnh phúc thuần hòa, công việc của quý vị không có cái sự thành công. Vậy thì người ta nhìn vào là cái người này đi chùa bao nhiêu năm mà có được cái gì đâu, mà vậy thì vì sao phải đi chùa? Vậy thì quý vị dù có quảng cáo đi chùa hay bao nhiêu đi nữa thì người ta cũng không có thích cái chuyện đi chùa đâu. Nhưng mà quý vị không cần quảng cáo nha, nhưng mà người ta chỉ thấy rằng ồ cái gì chị này trước đấy khi chị mới chưa biết đạo đó, chị rất là đau khổ. Trong gia đình là vợ chồng là hay bất hòa cãi vã, rồi chị rất cái mặt khi nào cũng buồn buồn, rồi là cứ ốm đau bệnh tật, công việc làm ăn thì thất bại. Nhưng mà từ thấy chị đó, từ khi mà chị biết đạo rồi đó, chị sống cùng cái hoàn cảnh như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ bản thân chị mình cảm thấy chị vui vẻ hơn, rồi đời sống gia đình của chị bây giờ cũng bớt cái chuyện cãi vã hơn, công việc của chị nó hanh thông hơn. Mà hỏi chị đó ra vì gì? Là chị cần chị nhờ chị biết sống
áp dụng đạo vào trong cuộc đời, thì chị có thể thấy được những cái chuyện đó là chỉ là cái chuyện phụ, quan trọng là cái thái độ sống chấp nhận của mình, thì tự nhiên mọi chuyện nó sẽ dần dần nó nhẹ ra. Thì quý vị thấy rằng khi một người đi chùa hay là thực tập thiền mà sự thay đổi nó biểu hiện trong đời sống của họ, biểu hiện trong cái con người của họ, tức là ở đây là gì, tức là cái khối lượng em mơ của người này á, nó thay đổi đó, nó càng ngày nó càng lớn đó. Cái nội hàm cái đời sống của người này nó càng ngày nó càng thăng hoa, càng phát triển thì từ những cái người đó không cần quảng cáo, không cần dụ dỗ, mà người ta cũng sẽ tới hỏi chị ơi chị có cái phương pháp gì hay quá cho em học theo với, vì thấy chị từ khi chị mấy năm gần đây là thấy chị rất là khác, đời sống của chị nó bình an, mà nhìn chị vô là mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là tốt đẹp chị. Cho nên á, quý vị thấy không, cái lực hấp dẫn nó nằm ở chỗ đó, nằm trong cái thực chất cái đời sống của mình, nó biểu hiện ở trong từ vật chất cho tới tinh thần, và cộng thêm cái khoảng cách của mình với họ nữa, và khi mà họ đặt câu hỏi như vậy thì mình sẵn sàng chia sẻ và mình không còn giấu giếm gì cả, và cái gì giúp đỡ được là mình giúp đỡ được, luôn luôn sẵn sàng để cho người ta tiếp cận, người ta học hỏi. Còn ngược lại đó, mình dù mình khi mình chưa có một cái nồi ham, chưa có một cái thực chất, thì mình dù có quảng cáo bao nhiêu thì lời quảng cáo của mình nó không có giá trị, nó không có cái sức mạnh, nó không có cái sự thu hút. Cho nên cái hồi đó thầy Viên Minh cũng hay nói là mình muốn biết một cái trình độ tu hành của một cái người nào đó, họ tu rồi cao hay thấp, họ đã có một cái sức mức độ thẩm thấu hay chưa đó, là mình nhìn trong cái lối sống, trong cái sự hành xử của họ đó. Bây giờ nói cho thiệt là hay, giảng thiệt là hay, đọc sách thiệt là nhiều đi, nhưng mà trong đời sống của họ đó, mà họ vẫn đầy phiền não, đùng đâu thì nổi sân đó, đầy ngạ mạn, ích kỷ, rồi phỏng vật vân vân, thì nói gì cho hay, mà ai đùng vô một câu là bắt đầu bạn ngã nổi lên. Rồi là chị nghĩ tại bản thân mình, không quan tâm tới người khác, vân vân. Thì đâu cần nói gì, bây giờ có bằng cấp bao nhiêu, dù là nổi tiếng bao nhiêu, nhưng mà mình ở gần người đó mình cảm thấy rằng mình đâu có muốn gần họ đâu, họ không thể nào hấp dẫn mình được cả. Cho nên mình nói vậy không phải là để mình đi dòm ngó, rồi là xem xét rồi đánh giá người ta, không phải, để mình quay lại mình đánh giá mình đó, là mình tu rồi mình thấy rằng mình có sự thay đổi trong cái cách hành xử, mình có thay đổi trong cái lối sống không, mình học đạo bao nhiêu năm nay, bây giờ mình sống có nhẹ nhàng hơn không, có từ tài hơn không, cái phiền não của mình có giảm nhẹ hơn không, và mình có giúp đỡ những cái người xúc được những người xung quanh mình bằng cách này hay cách khác hay không, cái sự hiện diện của mình ở một cái nơi nào đó có đem lại cái sự năng lượng tích cực cho những người khác hay không. Quý vị thấy rằng có những người đó mà họ hiện diện ở đâu thì ở đó có niềm vui, ở đó có sự bình an, ai mà ở gần họ cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái, dễ chịu cả, thì rõ ràng là họ có một cái sức hấp dẫn từ thân, mà họ không cần, thậm chí là cái đó nó không ở trong cái chủ ý của họ là tôi muốn hấp dẫn người khác, nhưng mà có một sức thu hút rất là lạ kỳ. Vậy thì có một người được gọi, giống như có những người mà ta gọi là người nam châm, thì quý vị biết không, những lần mình thu hút khi một người mà họ mà tốt, năng lượng tích cực, năng lượng mà bình an nhiều đó, không những là họ chỉ thu hút những cái người khác thôi đó, thứ nhất đó, là họ lại thu hút được những cái năng lượng tích cực đến với họ và những sự việc tốt đẹp đến với họ. Khi mà một người mà họ đã có được những cái năng lượng bình an thì họ luôn luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp, nhìn vào người nào đó mình cũng thấy cái mặt tốt đẹp của người đó, nhìn vào cái sự việc nào mình cũng nhìn thấy được cái mặt tốt đẹp của cái sự kiện đặc biệt đó. Thì chính ấy, mình suy nghĩ cái gì thì mình sẽ thu hút cái đó từ trong vũ trụ đến với mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên hồi nãy giờ mình nói hấp dẫn đó là hấp dẫn người nha, bây giờ mình nói tiếp là hấp dẫn những cái năng lượng khác nữa. Cho nên quý vị thấy rằng khi một người mà cái tâm của họ đã bình an rồi thì những cái sự việc ở trong cuộc đời của họ đó gần như là nó cũng đi theo một cái trình độ từ là nó khá là nó ổn định. Còn những người khi mà họ phiền não, họ hoang mang, họ lo sợ thì họ lại thu hút những cái năng lượng cũng là
hoang mang lo sợ và những cái bất trắc, những cái tai nạn để xảy đến cho họ. Những người nào mà khi họ càng hoang mang, quý vị thấy không, họ hoang mang, họ bất động, họ dao động, họ thiếu cái sự định tĩnh, thì sao? Thì khi đó họ tâm không định tĩnh thì họ làm việc không tập trung, thì tai nạn là sẽ dễ xảy đến hơn. Cho nên là những cái mà bất trắc, những cái thất bại lại dễ dàng xảy đến cho những người đó. Vì vậy những cái năng lượng tiêu cực nó hút những cái năng lượng tiêu cực và những cái sự kiện tiêu cực đến với họ. Còn ngược lại, một người định tĩnh, sáng suốt và chủ tâm trong mọi việc, tâm luôn luôn bình an ở trong hiện tại, họ làm gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, chính xác, khoan thai, thì cái sự việc nó đi theo đúng cái trình tự như vậy thì làm việc nó rất là có hiệu quả, thì cái thành công đến với họ cũng sẽ rất là dễ dàng. Cho nên cái năng lượng nào này thu hút cái loại năng lượng đó đến với mình. Thì vì vậy cho nên chúng ta mà muốn những cái điều tốt đẹp tới với mình đó, không cần đi cầu xin ai cả. Quan trọng là mình thay đổi cái tâm của mình. Bởi vì cái tâm thức của mình nó có một cái năng lượng rất là quan trọng. Quý vị thấy là sức mạnh của tâm thì mình đọc trong kinh điển, kinh Phật cũ, ngay cái bài đầu tiên là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo đó. Cái tâm nó dẫn đầu tất cả các pháp. Cho nên tâm mà thiền thì tất cả cái việc tốt đẹp nó kéo theo sau như bóng không có rời hình. Mà tâm bất thiền thì những cái đau khổ nó kéo theo sau giống như là cái bánh xe nó đi theo cái con vật kéo vậy. Nó rất là rõ ràng. Vậy thì chúng ta mà muốn những cái điều tốt đẹp tới với mình thì sao? Thì chỉ cần cái tâm ta thiền lành, nói lời lành, ý nghĩ lành và việc làm lành, thì mình tạo ra xung quanh mình, ở bên trong mình và xung quanh mình một cái năng lượng tích cực, thì nó sẽ thu hút tới với mình những cái năng lượng tích cực. Và cái sự thành công, cái sự tốt đẹp, những cái con người tốt đẹp, những sự kiện tốt đẹp, những cơ hội tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Và mình đầy đủ cái năng lực để mình nắm lấy cái cơ hội đó để mình càng thành công hơn nữa. Khi mình hiểu được cái luật hấp dẫn này, mà cái luật hấp dẫn này nó cũng tương luật hấp dẫn này mà do khoa học người ta phát hiện ra, người ta đưa lên cái công thức để giải thích rất là rõ ràng, thì cái luật hấp dẫn này cũng được Đức Phật ngài diễn tả trong các cái loài duyên đó, duyên khởi, duyên hệ đó. Cho nên cái này có mặt, cho nên cái kia có mặt. Vì mình có được sự định tĩnh, tập sáng suốt, cho nên mình làm mọi việc một cách định tĩnh sáng suốt thì cái kết quả nó sẽ là tốt đẹp nó tới. Thì đó cũng là luật hấp dẫn thôi. Còn ngược lại, mình cái tâm, những người quý vị thấy rằng là họ thích nhậu nhẹt không? Người mà thích nhậu nhẹt thì họ sẽ tìm tới đâu? Họ sẽ tìm tới những cái chỗ quán nhậu, tới chỗ quán bar, tới những cái nơi mà ăn chơi trác táng. Rồi khi họ tới đó thì sao? Họ uống rượu vào thì họ mất trí tuệ, họ phẩm vật, họ làm cái điều sai trái. Rồi tự dẫn tới gì? Sức khỏe đi xuống, bệnh tật. Rồi là khi mà họ không có kiểm, không mất lý trí, mất sự kiểm soát, thì họ có những lời nói bộ bạ, những cái lời nói là thiếu kiểm soát đó, gây gỗ, cục can thô lộ, rồi dẫn tới mất chửi nhau, rồi tới đánh nhau, rồi chém nhau, rồi chết chấp, rồi bị tu đây. Quý vị thấy không? Nó đi một cái loạt như vậy thì do cái đầu tiên của mình là cái tâm bất thiện, nó dẫn tới cái khẩu bất thiện, nó tới cái thân bất thiện, và nó kéo theo tất cả những cái quả xấu nó cũng tới với mình gần như ngay lập tức. Thì cái luật hấp dẫn đó, và đó cũng chính là duyên khởi duyên hệ đó, nó đi với nhau, một cái này có cho nên cái kia có. Vì cái năng lượng xấu cho nên thu hút những cái năng lượng xấu tới. Cái người mà thích nhau thì tìm bằng nhau, những người thích cái cơ thì tìm bằng cơ, thích cơ bạc hay tìm bàn cơ bạc, thích đàn hát văn nghệ thì tìm cái bàn đàn hát văn nghệ, thích đi chùa thì tìm bàn thích đi chùa, thích nghe pháp thì tìm những cái người biết thuyết pháp, thích thanh thiền thì tìm tới trương thiền. Quý vị thấy không? Chúng ta đi tới những cái năng lượng nó thích, nó cùng cái tần số với mình. Vì vậy cho nên trên thế giới bây giờ người ta thành lập những cái câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ là tennis, câu lạc bộ là thư pháp, những cái câu lạc bộ là những cái nơi mà tập trung những người có cùng cái tần số, và khi cùng tần số thì nó hấp dẫn lẫn nhau, và khi họ ở gần nhau thì họ có một cái sự tương tác, họ giúp đỡ lẫn nhau, người này chia sẻ kinh nghiệm cho người kia và họ học hỏi lẫn nhau, họ cùng giúp nhau tiến bộ. Vì vậy cho nên chúng ta muốn cuộc đời của mình tốt đẹp thì chúng ta hãy đầu tiên là mình tạo cho mình những cái năng lượng tốt đẹp, rồi mình tìm cho mình
hoặc là từ mình sẽ thu hút hoặc là mình sẽ bị thu hút bởi những người có cùng cái năng lượng tích cực đó, và chúng ta cùng nương nhau để cùng học hỏi, cùng tu tập và cùng tiến bộ. Chúng ta phải lọc bớt những cái năng lượng tiêu cực ở nơi mình. Mình phải nhận ra có mình thỉnh thoảng mình cũng có những cái năng lượng tiêu cực. Mình nóng nảy cọc căng. Thì quý vị thấy khi mình nóng nảy cọc căng á, mình biểu hiện ra bằng thân khẩu ý, thì quý vị thấy sao? Mình sẽ khơi gợi cái nóng nảy cọc căng ở những người xung quanh liền. Quý vị thấy không? Mình đang ngồi bình yên vậy đó, đang thoải mái, đang coi tivi, tự nhiên ông chồng đi đâu về, ông bực, ông la lên, không nói, ba ở nhà không chịu nấu ăn, ngồi coi tivi. Tự nhiên ông đang bị người ta, người nào bên ngoài chọc tức á, bị sếp la rệp đây, chứ ông về cái ông la mình liền không? Vậy thì khi đó mình sao liền? Cái người mà không có chịu, không biết tu thì người đó, người vợ nổi nóng lên liền. Ông làm chi mà ông la tôi làm việc, sắm đôi tôi mà ngồi nghỉ ông la ha? Như vậy là sao? Đó, cái năng lượng tiêu cực của người chồng nó sẽ khơi gầy cái năng lượng tiêu cực của người vợ liền. Trong cái trường hợp mà nếu như cái người vợ không biết tu thì tức như người nào mà năng lượng mạnh hơn thì sẽ ảnh hưởng tới cái năng lượng của người kia. Người chồng năng lượng tiêu cực quá mạnh thì nó sẽ hút cái năng lượng tiêu cực của người vợ ra, cho nên cứ vậy, cho nên vợ chồng bất hòa cãi nhau. Ngược lại, nếu như mà người vợ là người biết tu tập mà ông chồng á, ông nóng, ông về mà ông nóng nảy như vậy đó, thì mình thấy ngay chà, ông này là ông đang có vấn đề, ông đang bị người chuyện gì ở ngoài đường hoặc trong công ty mà làm cho ông bực bội, ông đang nóng thì thôi, người mà đang nóng thì thế nào giàu dần thì mất khôn, thế nào ông nói này kia thì kệ ông, thôi đi pha cho ông ly nước, làm cho ông ly nước chanh đá ông uống cho nó mát, cái ông hà hòa cái coi à, thôi mày thì ngồi đó tôi pha cho ly nước chanh này ha. Thì tự nhiên á, mình không cãi rồi, mình còn pha cho ông ly nước chanh ông uống, cho ông cái khăn ướt nữa, thì quý vị thấy á, là mình không những không bị cái năng lượng tiêu cực của người kia ảnh hưởng, mà ngược lại mình lại đem cái năng lượng tích cực của mình làm cho cái người kia ngồi xuống. Cho nên là cái năng lượng nào mà nó lớn hơn thì nó sẽ hút cái năng lượng kia, nó sẽ ảnh hưởng tới cái năng lượng kia. Cho nên cái vật nào mà có khối lượng lớn thì nó sẽ hút cái vật có cái khối lượng nhỏ. Cho nên mình mà bản thân mình mà yếu thì mình sẽ bị người kia chi phối. Nhưng nếu mình mạnh hơn thì người kia không thể chi phối mình được. Khi chúng ta hiểu cái luật hấp dẫn này thì tự nhiên chúng ta sống mình thấy mình rất là rõ ràng, mình đang bị chi phối hay là mình có khả năng chi phối, mình đang có năng lượng tiêu cực hay đã có năng lượng tích cực. Rất mình thấy rất là rõ ràng mọi chuyện. Thì từ cái mà cái luật hấp dẫn này thì chúng ta thấy rằng là trên đời này không có cái gì mà ngẫu nhiên đến với mình cả. Cái sự từ bệnh tật cho tới cái sự thất bại cho tới là cái đổ vỡ ở trong gia đình á, không phải tự nhiên mà tới, nó có cái nguyên nhân. Và cái này nó thu hút cái kia, cái này nó dẫn tới cái kia. Vậy thì chúng ta phải tìm từ cái gốc, nguyên gốc ra thì chúng ta phải đổi. Là chúng ta thay đổi một tí thôi, thay đổi cái năng lượng thôi. Biến đổi từ cái năng lượng tiêu cực trở thành cái năng lượng tích cực. Tu là chuyển hóa. Như Hòa Thượng Viên Minh thì hay định nghĩa tu là gì? Tu là chuyển hóa nhận thức và hành vi. Từ cái nhận thức mình thay đổi thì mình hành vi của mình sẽ thay đổi. Ví dụ như lâu nay mình hay có thói quen là thức khuya mà dậy trễ, rồi là ví dụ mình không có tập thể dục, vì vậy cho nên là sức khỏe của mình đi xuống. Thì bây giờ mà mình muốn có được sức khỏe tốt thì mình phải thay đổi cái nếp sinh hoạt, phải thay đổi cái giờ giấc ngủ nghỉ, phải thay đổi cái chế độ tập luyện, thì từ từ mình được cải thiện sức khỏe trở lại. Chứ còn nếu không á, cái sức khỏe khi mà một khi sức khỏe mình bị bệnh này thì nó dễ kéo theo cái bệnh khác. Bởi vì cái toàn bộ cái nội tạng của mình á, nó có một cái sự quan hệ hỗ tương rất là rõ ràng. Cái hệ này nó ảnh hưởng tới cái hệ kia. Chỉ cần có một cái cơ quan nó bị trục trặc thì nó sẽ dễ ảnh hưởng qua những cái cơ quan khác. Rồi một trong một cái tập thể cũng vậy đó, chỉ cần một người mà bị ảnh hưởng thì những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong một gia đình á, chỉ cần một người mà bị bệnh thôi thì những người khác là cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay liền. Một người nằm bệnh viện thôi thì cái nhịp sống của cái gia đình đó là sẽ bị cản trở liền, từ công việc giờ giấc cho tới là tài chính, quý vị thấy cho đến cái trạng thái tâm đã đều bị thay đổi cả. Ở đây thầy có một câu hỏi, thì câu hỏi của Trung tâm Thiền Đức thì sư cô đọc và trả lời luôn ha. Có phải buộc nhà không thiền vì thiếu duyên, hay là không gần về tinh thần, hay là không có thân giáo, hay là ứng xử không có khéo léo?
khi mà mình không có nếu như mà mình không có cảm hóa được những cái người gần á, người gần mình á, thì tất cả những cái này đều có thể là nguyên nhân cả. Khi mình nói cái dung từ buộc nhà không thiến á, buộc nhà không thiến là bởi vì sao? Khi những người mà họ ở gần mình á, thì họ coi thương mình, bởi vì họ quá gần ngủ với mình rồi. Ví dụ như con cái mà với cha mẹ đi, bởi vì thấy là nếu như mà con cái mà muốn đồ cha mẹ rất là khó, bởi vì mình là khi mà cha mẹ biết mình, từ khi mình chập chững biết đi cái gì cũng cha mẹ dạy cho mình cả, mà bây giờ mà mình dạy ngược lại cha mẹ là cha mẹ quay thương liền, bởi vì ngay từ đầu là họ nghĩ rằng họ giỏi hơn mình, họ lớn tuổi hơn, họ nhiều kinh nghiệm hơn. Cho nên cái từ buộc nhà không thiên ở cái chỗ là bởi vì người ta cũng cho rằng người ta quá hiểu mình rồi, cho nên người ta không có tin tưởng mình. Còn có khi những cái lý do mà cô Tâm Diệu Phủ đưa ra là mình thấy đều có đúng hết đó. Có những người ở trong gia đình mà không có cảm hóa được nhau là bởi vì không có tinh thần, không có sự gần gũi. Quý vị thấy không, người ta gọi là vợ chồng mà đồng sang dị mộng đó, đồng sang dị mộng, cùng hai người coi như là hai vợ chồng là quả thân rồi. Như vậy đó, gọi là chung chăn chung gội, hàng ngày ăn uống gì cũng kê cần hết đó. Nhưng mà đôi lúc không cùng tư tưởng. Người chồng thì chỉ thích là nhậu nhẹt, rượu chè, bạn bè, đang đụng với bạn bằng bên của bạn cơ quan rồi bạn bè rồi thôi. Về nhà là chỉ để ăn uống rồi ngủ thôi. Không có quan tâm tới vợ, tới con. Nhà sau này có những cái người đàn ông họ như vậy đó. Thì mà bây giờ những cái người đó đó, người vợ mà có, những người vợ mà có muốn khuyên lớn họ cũng khó lắm. Bởi vì sao? Quý vị thấy không phải là mình khuyên người ta đi chùa đó mà người ta nghe được đâu. Ngay cả những người vợ hay chồng, có những người nào thôi bây giờ thương vợ thì chở vợ tới ngay chùa thả xuống, rồi mấy giờ ba về thì tôi tới tôi đón ba về thôi. Như vậy là tốt lắm rồi đó, tức là không có cấm vợ đi, nhưng mà chỉ thả tới đó đi về. Vì sao? Bởi vì đó, người ta thường có một cái ấn tượng rằng tới chùa chỉ để là lạy lục cầu xin, tụng kinh gõ mõ rồi thôi đi về. Họ nghĩ rằng chùa là chỉ dành cho mấy bà già, mấy người phụ nữ, rồi tới đây cho cô khóa khuấy khỏa rồi đi nói chuyện vài câu đi về thôi. Họ không biết rằng là ở trong đạo Phật có những cái giá trị tinh thần, có những cái bài pháp mà nhiều khi chỉ cần mình hiểu một cái bài pháp mà nó thay đổi cuộc đời của mình. Có những người là kêu họ nghe bài pháp họ không chịu nghe, mà nếu như họ không chịu nghe thì làm sao mà họ gặp được những cái tinh hoa của đạo Phật được. Cho nên dù có khuyên kiểu gì họ cũng nghe, thì cái đó những người chưa đủ duyên. Chưa đủ duyên thì chưa duyên mà chưa chín muồi thì dù kiểu gì họ cũng chịu nghe cả, vì họ thích đi uống rượu, uống cà phê hơn. Rồi có thể là do thiếu thân giáo, như hồi nãy sư cô cũng có nói đó, thiếu thân giáo. Mình nói mình đi quảng cáo chuyện đi chùa, nhưng mà bản thân mình đi chùa về chẳng có gì tiến bộ cả, vẫn cứ phiền não đầy dậy. Ai nói một câu thì mình, ai nói đùng một cái là mình chửi lại liền. Người ta một câu là mình phải hai câu cho hơn, không kiểu bao giờ chịu nhường, chịu nhìn gì cả. Mồm năm miệng mười rồi cũng cứ là quay thường người khác là ngạ mạng. Vậy thì bây giờ mình quảng cáo gì mà không có cái thân giáo thì cái lời quảng cáo của mình không có ý nghĩa gì hết, không có sự hấp dẫn. Và ứng xử không khéo léo cũng vậy. Trong cái hành xử của một người đó, trong đời sống đó, chính là nói lên cái, nó biểu hiện cái hành động, nó biểu hiện cho cái tâm. Cái người ta nói là tánh nó sinh tưởng. Cái người nào đó mà cái tâm tánh như thế nào thì nó biểu hiện ra ngoài, ngay cả trên cái nét mặt, trên cái khí sắc, trong cái ngữ điệu của lời nói, trong từng cái cử chỉ ánh mắt, là điều biểu hiện ra cái tâm của người đó. Trừ khi cái người đó là họ là nghệ sĩ, họ quen đóng kịch rồi, thì họ điều khiển cái họ có thể điều chỉnh cái giọng nói với ánh mắt làm sao cho phù hợp với cái vai đó, với cái bối cảnh đó, cái tình huống đó thôi. Nhưng mà đó là khi họ đóng vai, họ sống không thật. Chứ quý vị thấy chúng ta ở ngoài đời đó, thì cái tâm của mình sao nó sẽ biểu hiện ra hành động ở bên ngoài. Thì bản thân mình cũng sẽ nhận thấy, hoặc là những người xung quanh mình họ cũng sẽ nhận thấy rất là rõ. Cho nên mình có sống dối, mình sống dối trá và mình sống che đầy đó, không có được lâu. Con sống bằng con người thật của mình á thì nó mới lâu bền.
Dạ thì như vậy đó, khi mình học về duyên thì mình nói là từng chi một, từng duyên một á. Dạ, nhưng mà khi mà mình nói tới duyên trong đời sống hàng ngày, nó biểu hiện qua cái luật hấp dẫn như vậy. À, tức là chúng ta tác động qua lại lẫn nhau bằng cái lực hấp dẫn, và cái người nào mạnh hơn thì sẽ tác động tới người kia. Lực năng lượng nào mạnh hơn thì nó sẽ tác động tới cái năng lượng yếu hơn. Vì vậy cho nên á, chúng ta làm sao mà mình phải chủ động chứ đừng có để bị động. Quý vị thấy á, là ví dụ như cái đinh á, nó rất là nhỏ bé, mà cái cục nam châm á, thì nó cái cục nam châm mà càng lớn thì cái sức hút nó càng nhiều. Thì cái đinh mà nó đã ở trong cái tư trường của cái nam châm rồi chứ, nó đã lọt vào trong cái tư trường rồi, thì nó chỉ có một cái hướng duy nhất là nó bị hút vào cục nam châm thôi. Nó không thể nào cưỡng lại được cái sức hút của lực nam châm, cục nam châm cả, cộng đồng không? Mà cái linh này mà muốn khỏi bị cục nam châm hút thì nó phải biết giữ cái khoảng cách an toàn ở bên ngoài cái từ trường của cái cục nam châm thì nó mới có khả năng an toàn. Thì chúng ta cũng vậy, nếu như mà mình muốn được cái sự bình an, khỏi bị cái sức hút, khỏi bị sức hút tới một cái lực nào mà mình bị cái năng, cái lực đó là một cái thể lực rất là tiêu cực, thì mình phải tránh xa ngay từ đầu. Cho nên quý vị thấy ngay cả những người ngoài đời cũng vậy, mà người tu cũng vậy, mình thích cái gì thì mình sẽ bị cái đó nó cám dỗ. Và chính cái đó chính là cái môi khiến cho mình bị mắc bẫy đó. Cho nên quý vị thấy đó, khi nào mà người ta mà muốn đánh bài một đối thủ thì họ sẽ đi tìm hiểu xem đó, cái đối thủ đó thích cái gì. Ví dụ như là thậm chí ngay bây giờ là các cái nhà chính trị gia đi muốn tới đánh đổ cái ông chính trị gia đó, muốn đó, thì bây giờ là phải coi thử ông thích cái gì chứ. Ông thích cái gì thì đem cái thứ đó để mua chuộc ông đó. Nếu như ông này là người mà không có thích danh, ông này là không có thích rượu, thì là bây giờ có đem rượu ngon đi mời uống ông cũng không cần. Nhưng mà nếu ông này thì ông là thích sắc đẹp, hoặc ông này là ông là thích cây cảnh, ông này là thích chơi chim, hoặc là ông này ông thích tiền bạc vân vân. Thường thường người sẽ đi tìm hiểu xem cái người đó thích cái gì thì đem cái đó tới làm cái mồi nhử, thì người kia sẽ bị cản câu. Cho nên là quý vị thấy ở đây người ta gọi là gì, cái bả phú quý, không cái dụng bả công danh. Vì sao người ta dùng cái từ cái bả? Cái bả là vì sao? Bởi vì mình nuốt không có nổi nó đâu, mình nó có chỉ chút ngọt ban đầu thôi, và khi mình nuốt được cái chút ban đầu đó rồi, cuối cùng mình cũng phải nhả nó ra. Hoặc là người ta dùng cái lời gọi là mồi công danh, cái mồi phú quý cũng vậy đó, là người ta đem cái đó ra để người ta câu mình. Cho nên người nào có người họ nói là tôi bị mắc bẫy, nó cai tôi. Mấy cái ông chính khách, hoặc là thậm chí một cái số nhà tu hành đó mà bị người ta cai bẫy ha, rồi là người ta mới bắt quả tang, rồi người ta hạ uy tín. Rồi khi được người đó đương sự họ mới nói tôi bị cai bẫy. Nhưng mà hỏi bây giờ mình nói cai bẫy này, nếu mình không có tham để mình cắn cái môi đó thì làm sao mình bị sập bẫy được, đúng không? Cho nên đừng có đổ lỗi cho người đi cai bẫy, mà mình phải đổ lỗi tại là vì mình tham cái đó, người ta mới đem cái đó ra người ta cai mình. Và vì mình có hạ miệng thì mình mới mắc câu, còn mình hạ miệng làm sao mà mình mắc câu được. Cho nên mình thích cái gì thì mình sẽ chết vì cái đó thôi. Trên đời mà cứ ham công danh thì người đó sẽ đem công danh người ta ra, người ta nhử mình. Chỉ vì thấy ngay cả những người mà xuất gia tu hành rồi đó, mà không khéo đó cũng bị người ta đem cái công danh đó ra, người ta tới người ta kêu gọi mình làm cái này làm cái kia, người ta sẽ cho cái này cái kia. Nó có những người cuối cùng là bị người ta điều khiển, bắt phải nói cái này, bắt phải làm cái kia. Có hai cách để người ta nắm chóp của một người. Thứ nhất là người ta tìm ra cái phốt của cái người này, cái lỗi của người này, mà cái lỗi đó người ta muốn, người ta rất rất là sợ người khác biết họ làm sai, mà họ không có dám nhận ra, không có dám nhận lỗi. Bởi vì khi mà họ mọi người biết cái lỗi của họ đó thì người ta sẽ không còn tôn trọng, không còn tin tưởng để mà giao cái việc đó, cho nên người ta sẽ mất. Vì vậy người nào mà có một cái phốt nào rồi thì người ta sẽ nắm cái phốt đó, người ta nói rằng bây giờ ông phải làm cho tôi, nếu không tôi sẽ tung cái này ra là ông chết. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là người ta nói rằng đem một cái lời nào đó ra như
nếu ông làm cái đó thì sẽ đưa cho ông cái chó, ông cái này cái kia. À, thì như vậy chính cái này khiến cho người ta mắc bậy thôi. Thì bản thân mình, người nào mà có tâm tham thì sẽ bị tham cái gì thì sẽ bị cái đó làm cái mồi bậy, và khiến là người ta sẽ thất bại vì cái đó. Và chính là thất bại là do mình chứ không phải do người khác. Người ta cài bậy mà nếu như mình không có tham thì làm sao mình bị mắc bậy được. À, ở đây có câu hỏi đó là xin cô giảng thêm về năng lượng vũ trụ tâm. À, ở đây đó, cái năng lượng vũ trụ tâm mình có thể nói rằng, ví dụ như là mình hay nói tới cái tiềm thức. À, thì cái tiềm thức á, nếu như lát nữa cái đề tài này sư cô sẽ để dành lại, vì sáng nay vào 9 giờ cho tới 10 giờ rưỡi đó, sư cô có sơ pháp ở chùa này đó, sư cô sẽ giảng về sức mạnh của tiềm thức. À, thì nó cũng gần gũi với cái đề tài mà mình đang nói tới là luật hấp dẫn đó. Nhưng mà mình nói tới cái sức mạnh của tiềm thức thì sẽ nói tới cái năng lượng vũ trụ tâm này, thì quý vị sẽ nghe cái bài sau, bài sáng nay đó. Chứ bây giờ mà nói cái đề tài này nữa thì nó rất là dài, vì bây giờ mình chỉ còn có 10 phút nữa thôi. À, thì cái tiềm thức của mình á, hay là cái, nó có cái năng lượng tới 95%, trong khi cái ý thức ấy, nó chỉ có 5% thôi. À, cho nên có những cái lúc mà mình không cần suy nghĩ nữa thì tự động nó ra. Bởi vì mặc dù về cái ý thức mình không có suy nghĩ, nhưng mà cái tiềm thức của mình nó tiếp tục làm việc. Ý thức nó đưa ra cái mình lệnh thôi, và nó đưa ra một cái đề thôi, cái đề tài thôi, thì sau đó tiềm thức nó sẽ tự động tìm vận dụng mọi cái để nó giải quyết. Đó. Cho nên quý vị thấy những nhà bác học ấy, người ta nghiên cứu ngày đêm miệt mài. À, thì tới một cái lúc nó bùng vỡ ra, như là ông Archimedes, ông đang tắm ở trong bồn tắm đó, mà ông phát hiện ra được đó là cái lực đẩy của nước đó, và ông la lên Eureka là đã tìm ra rồi đó. Thì cái mà ông tìm ra đó là đâu phải ngẫu nhiên mà ông tìm ra. Hoặc là như ông Newton mà ông ngồi mà ông thấy trái táo mà nó rớt xuống, mà ông phát hiện ra được cái lực luật hấp dẫn hay là cái trọng lực này, nó cũng đâu phải tự nhiên. Hàng triệu người ta ngồi, ta nhìn thấy trái táo rớt, mà ô hả, đâu có ai phát hiện ra được cái trọng lực đâu. Nhưng mà vì sao ông Newton ông phát hiện ra, là bởi vì ông đã từng suy nghĩ về cái lực này rồi. Ông đã từng làm miệt mài ngày đêm, mất ăn mất ngủ để suy nghĩ về đề tài đó. Cho nên đến cái lúc cái hình ảnh trái táo mà nó rớt được mặt ông, thì nó là cái giọt nước cuối cùng nó tràn vỡ ra thôi. Và đó là công việc của cả ý thức và tiềm thức, nó đi cùng chúng một hướng, thì nó tạo cho mình một cái sức mạnh rất là lớn. À, thì lát nữa là quý vị sẽ nghe cái bài sáng hôm nay đó, thì nó sẽ bổ sung vô trong cái phần này. Vạn sự vạn vật trên đời này đó, là không có cái gì nó tồn tại độc lập, mà chúng ta luôn luôn có cái sự tương tác qua lại lẫn nhau. Trong một gia đình đó, thì con cái, cha mẹ, anh chị em ảnh hưởng tới nhau rất là nhiều. À, quý vị thấy đó, rồi chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta cũng bị sự tương tác của những người xung quanh mình, những cái chế độ gì hay là chính trị, xã hội, kinh tế gì á, nó cũng ảnh hưởng tới mình hết á. Nó tác động qua lại. Và nếu như khi mà mình á, là có sức ảnh hưởng lớn, thì mình sẽ ảnh hưởng tới người khác mà mình biết ít bị ảnh hưởng. Ít chứ không phải không nha. Quý vị thấy ngay cả như là ông mà tổng thống Hoa Kỳ đấy, ông là một người nói là gọi là rất là quyền lực ha. Thì quý vị đang nói tới ví dụ như là cái ông tổng thống Hoa Kỳ đấy, ông là người rất là có quyền lực. Một cái quyết định của ông á, nó có thể ảnh hưởng tới cả thế giới. Như gần đây mà hôm qua hôm kia chứ mà đọc báo mà thấy rằng là Mỹ quyết định là rút ra khỏi tổ chức y tế thế giới là WHO đó. Thì cái ông mà chủ tịch của cái hồi rồi đó, là ông khóc luôn. Và ông kêu gọi thì bây giờ Mỹ mà rút ra rồi thì cả thế giới cũng phải hợp đồng hợp tác lại để mà giúp làm sao để đẩy lùi cái dịch bệnh COVID đấy. Thì quý vị thấy rằng là cái sức ảnh hưởng của Mỹ rất là lớn. Nhưng mà ngược lại, Mỹ cũng bị sự ảnh hưởng rất là nhiều. Bây giờ cái nạn COVID là ở bên Mỹ rất là trầm trọng. Mỗi ngày là mỗi tăng cho nó không có giảm. Và nó ảnh hưởng tới kinh tế, tới chính trị, tới xã hội, tới đời sống của từng gia đình luôn. Cho nên không có ai mà tự hào rằng là mình không bị ảnh hưởng cả. Quý vị thấy là mặc dù ở Việt Nam là người ta tương đối là có cái phương pháp để mà đề phòng
cái nạn COVID khá hữu hiệu, cho nên hiện giờ là cái sinh hoạt là tương đối là gần như bình thường. Trường học cũng sinh hoạt trở lại, máy bay xe cộ chỉ cũng hoạt động bình thường trở lại, nhưng mà đó, kinh tế vẫn bị ảnh hưởng rất là nặng. Quý vị biết là các cái công ty du lịch này hoặc là ngoài chợ Bến Thành đó, chợ Bến Thành là chỉ chuyến bán cho du khách thôi, cho người dân thường ít khi vào chợ Bến Thành làm video nó rất là đắt. Thì hiện giờ đó người ta nói là chợ Bến Thành thì 80% là mấy cái vì cái nhà mấy người mà buôn bán ở chợ Bến Thành là người ta phải đóng cửa, bởi vì mỗi mở cửa ra là phải trả tiền thuế, tiền cửa hàng ra mà không có thu nhập, rồi phải trả tiền cho nhân viên bán hàng nữa là người ta chỉ lỗ thôi. Thì nó ảnh hưởng tới tới cái đời sống của bao nhiêu cả hàng triệu người đó là bị thất nghiệp hoặc là bị thất thu hoặc là bị ảnh hưởng tài chính, rồi ảnh hưởng với đời sống rất là nhiều. Dạ rồi thì cái link là chùa Quán Âm. Quý vị vào tìm là chùa Quán Âm ha, vào trong Facebook quý vị tìm là chùa Quán Âm Ninh Thuận. Mà lát nữa cũng có thể là sư cô sẽ đưa cái điện thoại á, là nhờ mọi người là share cái link đó qua cái trang của mình á. Nếu như ai mà có kết bạn với sư cô rồi thì quý vị vào là có thể có coi live và trên đó cũng được. Thì link là chùa Quán Âm, để tự mình vào mình tìm vào cái tìm để gửi lên đây cho mọi người coi ha. Đấy là quý vị vào cái link này ha, là cái trang này, trang Facebook của Ni Viện Viễn Thông. Thì quý vị vào cái trang này đó. Dạ, còn không thì thẳng vào vào chùa Quán Âm của Ninh Thuận cũng được. Dạ. Thì lát nữa 9 giờ là sẽ bắt đầu. Hôm nay thì ở đây có cái khóa tu một ngày chánh niệm. Buổi sáng là thời gian của sư cô từ 9 giờ tới 10 giờ rưỡi. Và buổi chiều đó là có cái cô MC Quỳnh Hương của đài truyền hình của Sài Gòn đó. Cô ra đây cô cũng sẽ có một buổi nói chuyện giao lưu với Phật tử. Rồi thôi bây giờ mình dừng lại ở đây nha. Thì hẹn quý vị vào ngày thứ bảy tuần tới. Mình sẽ bắt đầu vào cái đề tài mà lâu nay mà mình đã đưa rồi, mà ai chưa làm bài tập thì lần này quý vị nhớ làm bài tập ha. Vì khi mà quý vị mà có nghiên cứu trước, có đọc sách tìm hiểu đó, thì khi mà mình vào học á thì mình sẽ hiểu bài nhiều hơn. Và đặc biệt cái đề tài là chữ dục á, là một cái đề tài rất là gần gũi và rất là quan trọng trong cái việc tu tập. Câu hỏi là thế nào là dục và thế nào là sự diệt dục ha. Và quý vị vào trong cái trang Google đó, quý vị trả lời. Và bây giờ thì xin được cái dừng lại thời pháp sáng hôm nay ở đây. Mặc dù thời pháp ngắn nhưng mà hy vọng rằng là cái sự hiểu biết về luật hấp dẫn, sự hiểu biết về dị duyên khởi, duyên sinh, duyên hệ ở trên cuộc đời này sẽ giúp ta sống trong cuộc đời mà mình chủ động về cái năng lượng của mình. Làm sao chúng ta luôn luôn tạo ra cái năng lượng tích cực, tạo ra một cái tư trường tích cực xung quanh chúng ta, để từ đó chúng ta sẽ thu hút những cái năng lượng tích cực, những cái sự kiện tốt đẹp đến trong cuộc đời của mình. Chứ không phải thể để cứ thả cho cuộc đời nó trôi xuôi được. Tu tập tức là mình hướng về cuộc đời của mình theo cái con đường tốt đẹp. Thì phước báo của thời pháp sáng hôm nay xin hồi hướng đến tất cả chư thiên, mong chư thiên hoan nghị nhận lãnh và hộ trì cho tất cả chư tôn đức tăng, các vị thầy tăng ni, các vị thầy tổ và tất cả quý vị Phật tử hiện diện cũng như thân cùng quý vị được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức mạnh và có trí tuệ để tinh thần tu tập sớm thành tựu đạo quả, giải thoát và giác ngộ. Y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hôn tu nhá ta yô. Y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hôn tu nhá ta yô. Y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hôn tu nhá ta yô. Y đằng vát ta mê puân nhăng a sa va kha ya vang hô tu. Sa-thu. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần tới. Chúc mọi người an vui.